Nộm rau muống là món gỏi trộn quen thuộc, dân dã và thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn gia đình Việt. Với các nguyên liệu phong phú dễ tìm cộng thêm đó là vị giòn ngon khó cưỡng sau khi thưởng thức. Hôm nay các bạn cùng vào bếp với chúng tôi và thực hiện ngay hai cách làm nộm rau muống này nhé! Nguyên liệu gồm có rau muống 500g, tôm khô 100g, đậu phộng 50g, ớt sừng 1 quả, chanh 1 quả, đường 2 muỗng canh, nước mắm 2 muỗng canh, rau húng quế 1 nhánh. Các bạn đem tôm khô ngâm với nước nóng. Các bạn cắt ớt sừng và bỏ hạt. Các bạn làm nước sốt chanh đường, nước mắm, tỏi và ớt nhé. Bước tiếp theo, các bạn rang đậu phộng nhé. Các bạn dùng lò nướng, rang đậu phộng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 10 phút. Sau đó, các bạn để cho đậu phộng nguội đi và bóc hết vỏ. Tiếp theo, các bạn làm cách 1 của món nộm rau muống tôm khô đậu phộng nhé. Các bạn cắt rau muống thành một đoạn vừa ăn. Các bạn bỏ rau muống vô nước sôi và luộc nhanh trong vòng 1 phút. Các bạn vớt rau muống ra và bỏ vào thau nước đá lạnh. Cách làm này cho rau muống giòn hơn nhé các bạn. Sau đó các bạn vớt rau muống ra. Các bạn bắt đầu trộn gỏi nhé. Các bạn bỏ nước sốt chanh đường đã làm khi nãy và tôm khô vào rau muống và trộn cho đều. Thank you.
các bạn tiếp tục bỏ rau húng quế thơm vào nhé. Thế là các bạn đã hoàn thành cách làm thứ nhất của món nộm rau muống tôm khô đậu phộng rồi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cách hai món nộm rau muống tôm khô đậu phộng nhé. Đầu tiên, chúng ta trần rau muống ra và cắt thành từng đoạn vừa ăn. Các bạn bỏ rau muống vào thau nước muối và chanh để cho rau muống không bị đen nhé. Các bạn bắt đầu trộn gỏi nhé. Các bạn bỏ nước sốt chanh đường đã làm khi nãy và tôm khô vào rau muống và trộn cho đều. Vậy là các bạn đã hoàn thành cách làm thứ hai của món nộm rau muống tôm khô đậu phộng rồi nhé. Nộm rau muống tôm khô đậu phộng khi các bạn hoàn thành sẽ có màu xanh mướt của rau muống xen lẫn là màu đỏ cam của tôm khô tạo nên màu sắc đẹp mắt. Khi ăn, các bạn sẽ cảm nhận được vị giòn của rau muống hòa cùng vị vừa ăn của tôm khô, vị béo của đậu phộng. Nước trộn thì chua, cay, mặn, ngọt vô cùng hấp dẫn. Các bạn ăn món này cùng với cơm trắng hoặc cho vào cháo ăn kèm thì cũng vô cùng tuyệt vời nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn hấp dẫn này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này của kênh Henry Food Channel. Các bạn đừng quên đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.